Trong bối cảnh hiện đại, nơi biến động kinh tế và thay đổi công nghệ diễn ra nhanh chóng, việc chỉ dựa vào một nguồn thu nhập duy nhất trở thành điều rủi ro. Đa dạng hóa nguồn thu nhập, hiểu đơn giản là tạo ra nhiều dòng thu nhập khác nhau để không bị phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn duy nhất, đang trở thành một chiến lược thông minh giúp mọi người bảo vệ tài chính, gia tăng tài sản và mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Bài luận này sẽ phân tích sâu hơn về ý nghĩa của việc đa dạng hóa nguồn thu nhập, các hình thức đa dạng hóa phổ biến, cũng như những bài học từ thực tế và lời khuyên hữu ích cho người bắt đầu. Tại sao đa dạng hóa nguồn thu nhập lại quan trọng? 1. Giảm thiểu rủi ro tài chính. Một trong những lợi ích rõ ràng nhất của đa dạng hóa nguồn thu nhập là giảm thiểu rủi ro tài chính. Nếu bạn chỉ dựa vào một công việc chính để duy trì cuộc sống, mọi thay đổi tiêu cực như mất việc, công ty gặp khó khăn hoặc suy thoái kinh tế đều có thể đẩy bạn vào khủng hoảng tài chính. Chẳng hạn, trong thời kỳ đại dịch COVID-19, hàng triệu người trên toàn cầu đã mất đi công việc ổn định và gặp phải tình trạng khó khăn tài chính. Những người có thêm thu nhập từ việc đầu tư, kinh doanh hoặc các nguồn thu nhập khác đã có cơ hội vượt qua giai đoạn khó khăn này một cách bền vững hơn. 2. Gia tăng cơ hội tài chính và tích lũy tài sản. Đa dạng hóa nguồn thu nhập không chỉ giúp bạn ổn định cuộc sống mà còn gia tăng cơ hội tích lũy tài sản. Khi có nhiều nguồn thu nhập, bạn không chỉ tích lũy được nhiều hơn mà còn có khả năng đầu tư vào những cơ hội lớn hơn. Ví dụ, một người có nguồn thu nhập từ lương chính, kinh doanh nhỏ và đầu tư cổ phiếu sẽ có nhiều lựa chọn và linh hoạt hơn trong việc quản lý tài chính so với một người chỉ dựa vào lương. Khi các nguồn thu nhập này cùng hoạt động, chúng sẽ tăng tốc quá trình tích lũy tài sản, đồng thời giúp bạn đạt được tự do tài chính nhanh hơn. 3. Thúc đẩy sáng tạo và phát triển cá nhân. Việc tìm kiếm và phát triển thêm các nguồn thu nhập khác nhau có thể thúc đẩy khả năng sáng tạo và phát triển kỹ năng mới. Khi bạn tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau, bạn có cơ hội mở rộng hiểu biết, học hỏi từ những người khác và phát triển các kỹ năng cần thiết như quản lý thời gian, khả năng thích ứng và tư duy chiến lược. Ví dụ, một nhân viên văn phòng bắt đầu kinh doanh trực tuyến có thể khám phá được năng lực kinh doanh của bản thân, học hỏi về marketing số và xây dựng một mạng lưới kết nối mới. Các hình thức đa dạng hóa nguồn thu nhập phổ biến. 1. Đầu tư tài chính. Đầu tư là một trong những cách tạo ra nguồn thu nhập thụ động hiệu quả. Các hình thức đầu tư phổ biến bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư hoặc các tài sản kỹ thuật số như tiền mã hóa. Đầu tư có thể mang lại lợi nhuận ổn định nếu bạn biết cách quản lý rủi ro và có kiến thức vững chắc. Một ví dụ điển hình là việc đầu tư cổ phiếu của Warren Buffett. Ông đã tận dụng lợi nhuận từ các khoản đầu tư thông minh để xây dựng khối tài sản khổng lồ của mình. 2. Kinh doanh trực tuyến. Với sự phát triển của Internet, việc kinh doanh trực tuyến đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bán hàng online, tiếp thị liên kết hoặc kiếm tiền từ quảng cáo trên blog hoặc kênh YouTube là những ví dụ điển hình. Một cá nhân có thể vừa làm công việc chính, vừa quản lý một cửa hàng trực tuyến trên các nền tảng như Shopee, Etsy hoặc thậm chí xây dựng kênh YouTube, chia sẻ kiến thức và kiếm tiền từ quảng cáo. 3. Cho thuê tài sản. Nếu bạn sở hữu bất động sản, cho thuê là một nguồn thu nhập thụ động tuyệt vời. Không chỉ dừng lại ở bất động sản, bạn còn có thể cho thuê các tài sản khác như xe cộ, máy móc hoặc thậm chí không gian lưu trữ. Cho thuê ngắn hạn thông qua các nền tảng như Airbnb đã trở thành một trào lưu phổ biến, giúp nhiều người có thêm thu nhập. 4. Làm việc tự do, freelance. Thị trường việc làm tự do mở ra vô số cơ hội cho những ai có kỹ năng chuyên môn như viết lách, thiết kế đồ họa, lập trình hay dạy học. Với sự phát triển của các nền tảng như Upwork, Freelancer hoặc Fiverr, việc tìm kiếm công việc ngắn hạn và linh hoạt đã trở nên dễ dàng hơn. Làm việc tự do không chỉ giúp bạn có thêm thu nhập, mà còn cho phép bạn quản lý thời gian của mình hiệu quả hơn. Những lời khuyên khi bắt đầu đa dạng hóa nguồn thu nhập. 1. Đánh giá sở thích và khả năng. Trước khi lựa chọn một hình thức thu nhập mới, hãy cân nhắc về sở thích, kỹ năng và nguồn lực của mình. Điều này giúp bạn chọn được những cơ hội phù hợp nhất. Ví dụ, nếu bạn đam mê viết lách và có khả năng ngôn ngữ, việc viết blog hoặc làm công việc viết tự do sẽ là một sự lựa chọn hợp lý. 2. Bắt đầu nhỏ và dần dần mở rộng. Bạn không cần phải ngay lập tức đầu tư toàn bộ thời gian hoặc tiền bạc vào một nguồn thu nhập mới.
Thay vào đó, hãy bắt đầu từ những dự án nhỏ và tích lũy kinh nghiệm. Điều này giúp bạn kiểm soát rủi ro và từng bước học hỏi. Ví dụ, nếu bạn muốn đầu tư vào cổ phiếu, hãy bắt đầu với một khoản đầu tư nhỏ và dần dần mở rộng khi bạn đã hiểu rõ về thị trường. 3. Nghiên cứu và tìm hiểu. Mỗi nguồn thu nhập đều có đặc thù riêng và việc tìm hiểu kỹ càng sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt. Bạn có thể đọc sách, tham gia các khóa học trực tuyến hoặc tìm kiếm sự hướng dẫn từ những người có kinh nghiệm. Việc này không chỉ giúp bạn tránh được những sai lầm đáng tiếc, mà còn nâng cao khả năng thành công của bạn trong lĩnh vực mới. Cuối cùng, đa dạng hóa nguồn thu nhập không chỉ là cách giúp bảo vệ tài chính, mà còn mang lại những giá trị sâu sắc hơn. Nó thúc đẩy sự tự tin, khả năng thích nghi và sự linh hoạt của bạn trước những biến động của cuộc sống. Khi bạn có nhiều nguồn thu nhập, bạn có khả năng đối mặt với những thách thức lớn một cách bình tĩnh hơn, biết rằng mình không hoàn toàn phụ thuộc vào bất kỳ một nguồn thu nhập nào. Đa dạng hóa cũng giúp bạn tạo dựng một nền tảng tài chính vững chắc. Từ đó có thể tận hưởng cuộc sống mà không lo lắng quá nhiều về tài chính. Việc đa dạng hóa nguồn thu nhập là một chiến lược cần thiết trong thời đại biến động. Nó không chỉ giúp bạn đảm bảo an toàn tài chính, mà còn tạo ra cơ hội phát triển và khám phá những khả năng mới. Dù bạn là ai và đang ở đâu trên hành trình tài chính, hãy bắt đầu khám phá và xây dựng thêm những dòng thu nhập mới. Sự nỗ lực hôm nay sẽ mang lại một tương lai tài chính bền vững và phong phú hơn.